Vâng, em chào tất cả các bác. Sau đây em test con Yamaha BC2002M. Em này chạy 416 con sò sách và có hai đồng hồ vô phía trước. Đây là một trong những con bao rất là hot của Yamaha. Vì nên mà phân phối những sản phẩm đẹp xuất sắc hàng tuyển về. Hàng gửi đến cho anh Tuấn ở Đồng Nai. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo. Những dòng này thì em luôn có hàng. Và giá nó là 12 triệu 500, bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng để các bác kết nối từ vang xuống nha. Thì giá bộ này là 300 ngàn nha các bác. 12 triệu 5 là bao ship và tặng kèm một bộ dây nha các bác. Máy là toàn máy đẹp hết nha các bác. Đây các bác thì thấy qua video. Con này thì test gửi cho bác. Nhưng dòng này các bác chơi gia đình vừa nghi hay vừa trưng bày đẹp, có hai đồng hồ vuông phía trước. Khi các bác nghi trực tiếp gần dạng là mi A-lock thì nghi rất là ok rồi. Khi các bác ghép vào vang thì chúng ta phải vặn cái volume maximum nha. Khi đó chúng ta chỉnh to nhỏ trên vang thôi, chứ các bác mà ghép với vang các bác để volume dài là các bác hát không nổi đâu. Khi đó nó chỉ thuộc đẩy thôi, còn nghe trực tiếp chúng ta vậy vậy volume một nấc là hát rất là lớn rồi, nhưng mà ghép với vang nó lại khác, là nó thành một con đẩy, còn cái vang là cái rề. Khi đó chúng ta vặn hết volume, giải thoát nó hết và to nhỏ chúng ta vặn trên con vang nha. Nhiều bác cứ hay bị cái lỗi cho đó, cái vang cứ vặn cái volume này cứ dài thôi là các bác hát và nghe nhạc nó rất là yếu và đuối. Rồi đây là em đang đấu trực tiếp để test và mời các bác cùng nghe luôn nha. Rất là mạnh rồi đấy. Đang đánh với cặp loa Classic Pro Full 30 nha. Đây là hàng bãi Mexico nha các bác. Giá cặp loa này là 12 triệu 500. Cặp loa bãi Mexico rất là hay, Classic Pro. Video đến đây là kết thúc và sau đây em test con cover 1250 gửi cho một bác ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Vâng, và tiếp tục đó là con cover 1250, con này khá là hiếm nha các bác. Và em test gửi cho anh Thiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Con này thì đặc trưng của cover thì nó thiết kế gọn gàng, đối với phù hợp với các bác mình thích một con đẩy khỏe hay nhưng mà cực kỳ là gọn gàng. Tim nó nhỏ bé hơn những cái con bự cát như thế này, nhưng mà uy lực của nó thì mời các bác cùng nghe, mạnh hơn con dưới nha các bác. Tây cùng phân khúc đấy, một nấc hai nấc của nó thì bao phê luôn. Tiếng nó thiên về sáng nhưng mà sáng tiếng.
hẹn gặp lại tất cả các bác với đến sale. Chiều nay là em đóng hai sản phẩm và lên đường hết cho các bác nha.